Ba về rồi hả? Sao ba không kêu tụi con đi đón ba? Lúc ba đi qua Thượng Hải, Lãng Hỷ ngày nào cũng tới nói với ba, con không phải là con gái ba. Con vào nhà của ba là để đòi nợ thôi. Ba không tin, làm gì có chuyện quan đường vậy? Nhưng bây giờ ba bắt đầu tin rồi. Tại sao con lại biến ba thành tên đại hán giang? Ba nghe con nói, không còn đường nào khác để đi. Chuyện xấu gì ba cũng làm rồi, đi móc túi, ăn cướp trắng trợn, lừa tiền phụ nữ, cả trai bao ba cũng từng làm rồi. Duy chỉ có một việc ba có chết cũng sẽ không làm đâu, chính là bán đứng người Trung Quốc làm hán giang. Ba, tối qua ba nằm ngủ trên giường, ba chỉ mong là tốt nhất ba ngủ thật say, đừng tỉnh lại nữa. Ba còn muốn tiếp tục phải đối mặt 3.000 anh em ở Đông Thái, người nào cũng đều trung thành gan dạ, lấy chữ nghĩa làm đầu. Còn con là dám dẫn dắt bọn họ đi với bọn quỷ vật bác Á Phiện. Chẳng phải họ làm đại hán giang, tiểu hán giang sao? Còn ba chính là đại hán giang khét tiếng ở Quảng Châu. Anh hai ngồi xuống trước đã. Anh bị quỷ áp cao mới vừa hạ xuống đây thôi, đừng nóng giận vậy mà. Ba, bộ ba gặp bọn quỷ Nhật ở Thượng Hải không giống với bọn ở Quảng Châu này sao? Bọn chúng nói đạo lý với ba hay sao? Bọn chúng tới hỏi ý kiến của ba hay sao? Bọn chúng chỉ 50 súng vào đầu của con đó, chịu thì nói một câu, không chịu thì nói hai câu. Ba kêu con phải nói sao đi? Nhưng tin tức cô nhận được lại không phải như vậy. Cổ muội à, nghe nói con và tên đại tá Hướng Sơn Thiết Giả đó phải nói là rất thân thiện. Trong 2 tháng qua, con và hắn tới nhà hàng Kim Lan ăn cơm tới 8 lần rồi, còn bắt chước hắn uống rượu trắng nữa. Có chuyện đó hay không? Đúng là con có đi ăn với hắn vài lần, nhưng cô có biết là lúc con và hắn dùng cơm đã nói những chuyện gì hay không? Hả? Chuyện đó hỏi con mới biết được. Hắn nói với con, nếu con không chịu giúp chúng mở thêm tiệm Á Phiện thì công ty Đông Thái của chúng ta sẽ lập tức biến thành tổ chức du kích chống Nhật. 3.000 mấy anh em sẽ lập tức biến thành đội du kích. Con chỉ là đội trưởng đội du kích đó, chị Thiết sẽ là phó đội trưởng, còn ba đi chính là tổng chỉ huy Hoa Đông. Cô à, cô cũng có chức vị đó. Nói nhảm. Anh hai, anh đừng nghe nó nói trời nói đất. Cô núp ở dưới gầm bàn hay sao? Sao cô biết con và hắn nói trời nói đất chứ? Con nói gì hả? Hả? Đừng cãi nhau nữa. Tuần sau nữa là ba 62 tuổi rồi. Ba hận tại sao ba không phải là 42 tuổi? Nếu như ba còn là Trịnh Lãng Quân năm xưa, dẹp yên bọn quỷ vật đó, lấy quân phiếu của bọn chúng, lo cho các anh em ổn thỏa, rồi cùng các chú bác qua núi Đàn Hương cây dựng lại từ đầu cũng được. Tại sao phải tới nông nỗi này? Cả đám anh em đều làm hán giang, còn ba chính là đại hán giang khét tiếng Quảng Châu này. Anh hai à, anh hai, đừng đụng vào tôi. Tự tôi biết đi. Tôi là đại hán giang khét tiếng Quảng Châu, đừng để bàn tay các người cũng dây bẩn. Chị Hỷ, con nhận ra tôi không? Anh là... Tôi là cháu của chú Toàn đó. Trước đây tôi ở công ty giấy số bộ câu nhà cô làm công mà. À, chú Toàn, chú ở núi Đàn Hương vẫn khỏe chứ? Vẫn khỏe. À, các bác ở bên núi Đàn Hương biết là ngày mai quân gia lập đại thọ nên cố tình dặn dò tôi đưa quà mừng tới đây. À, là Kim Thọ Đào. Chú Toàn đúng là có lòng, anh giao cho tôi được rồi, tôi sẽ đưa cho quân gia giùm anh. Quân gia tới rồi kìa. Quân gia. Lâu rồi chúng ta không gặp, chúng tôi rất nhớ ông. À, có lòng rồi. Quân gia nhìn anh vẫn minh mẫn. Quân gia, thời thế bây giờ tôi cứ tưởng không còn mạng để gặp anh nữa, anh vẫn khỏe chứ? Khỏe, khỏe lắm. Chúng tôi nhớ ông. Tốt rồi. Các anh em, được gặp các vị, quả thật tôi lòng đầy cảm xúc. Tôi phải nói tiếng xin lỗi với các anh em. Trịnh Lãng Quân tôi thật lòng xin lỗi các anh em. Quân gia, sao lại nói vậy chứ? Quân gia, sao nói vậy chứ? Tôi còn nhớ rõ, lúc tôi thành lập công ty Đông Thái này, đã từng nói với các anh em, quan trọng nhất là nói nghĩa khí. Nhưng mà làm chuyện gì cũng được, nhưng có 3 chuyện tuyệt đối không ai được phép làm.
Thứ nhất, không được phép bán đứng đồng thái ăn cháo đá bát. Thứ hai, không được bán đứng anh em đồng môn. Thứ ba, không được bán đứng nước nhà, làm hán gia. Nhưng mà bây giờ tôi lại dẫn dắt các anh em giúp cho bọn quỷ việc đó, làm bọn hán gia. Dạ, cho chúng tôi đều hiểu mà. Dạ. Cô cụ nói với chúng tôi, ông rất rầy rứt, cảm thấy đám anh em của chúng tôi đều sẽ coi thường quân gia ông. Ông cứ coi, hôm nay có bao nhiêu anh em tới đây, ông sẽ biết đám anh em chúng tôi quả thật không hề coi thường quân gia. Ba, rất nhiều anh em bị bọn quỷ Nhật đánh bom chết, có một số chạy tới Thiều Quan hoặc qua Hương Cảng. Số anh em còn lại thì bởi vì thiếu thốn vật chất, quả thật không thể nào mua được quà chúc thọ quý tặng ba. Đành cùng nhau làm hỷ trướng này tặng cho ba. Ba coi đi, ba coi xong là biết anh em có coi thường anh cả này hay không. Chúng tôi nhờ nhà thư pháp giỏi nhất cả Quảng Châu này viết một chữ rất có ý nghĩa tặng cho anh đó. Mở ra coi thử đi. Là một chữ nghĩa hay lắm. Ê, tại sao bên trong còn có rất nhiều chữ nghĩa lớn nhỏ vậy? Đó, chúng ta có 886 anh em, tất cả họ đều viết một chữ nghĩa vào đi. Lát nữa con viết một chữ, sau đó ba viết một chữ, vậy tổng cộng có... À, có một chữ, ba một chữ, vậy tổng cộng lại 888 chữ nghĩa rồi. Rất ý nghĩa. Phát tốt. Bao ra lên cho tôi đi. Kêu lên đi. Ba có thích không? Rất thích. Ba coi các anh em quan tâm ba chưa? Quân gia, còn món quà này là người cháu của chú Toàn và người gửi tặng cho ông. Anh nói Toàn hai ngó chú Toàn hả? Không phải đã ở núi Đàn Hư hưởng phước sao? Dạ phải. Chú biết quân gia làm tiệc đại thọ, cho nên cố tình chọn món quà gửi tới chúc mừng ông. Nè, các anh em lớp trẻ chắc là không biết chú Toàn hai ngón đâu. Nếu tính ra thì các cậu phải gọi chú là sư ông rồi. Lúc tôi vào nghề lăn lộn kiếm ăn, rất nhiều chuyện đều là theo chú học hỏi. Nếu tính ra thì năm nay thì chú cũng là 95 rồi. À không phải, 97 mới đúng. Chú là một bậc trưởng bối mà tôi nhất bậc kính trọng. Để tôi coi thử Toàn hai ngón tặng món quà gì để chúc mừng cho tôi đây. Hả? Sao vậy? Có chuyện gì vậy? Là bom đó, chạy đi. Anh hai. Cả chú Toàn hai ngón cũng nghĩ tôi là như vậy. Đại Hán Giang Trịnh Lãng Quân.